Tập 13. Tôi đến đây. Đội trưởng Dương, nhà văn Vương à, sở trưởng Lôi, nhà văn Vương, chào hai người nhé. Mau vào trong đi. Được, được rồi mà. Hai người ngồi đi, cứ tự nhiên nhé. Đây là một chút tấm lòng của chúng tôi. Hai người đang làm gì vậy? Nhà văn Vương, cô bận rộn quá rồi đấy. Hôm nay là ngày gì? Ngày gì vậy? Tết Trung Thu đấy. Tôi quên mất luôn đấy. Nào, hai người mau ngồi xuống đi. Nhà văn Vương, của ít nhưng lòng nhiều. Xin nhà văn Vương vui lòng nhận cho. Quý hóa quá, cảm ơn hai người nhé. Nào, uống chút trà đi. Không cần đâu. Nhà văn Vương, trường hợp lần trước của người tên Tiểu Trúc mà ban tuyên giáo giới thiệu cho cô viết xong rồi chứ? Đã hoàn tất xong hết rồi. Câu chuyện này đã khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Thông thường trong các mối quan hệ xã hội, người ta thường tặng quà lẫn nhau. Nhưng không ngờ bọn buôn chất cấm lại lấy người làm quà tặng để đạt được mục đích đê hèn của chúng. Đúng là khiến người khác căm phẫn. Nhà văn Vương à, trong thành phố sắp tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả công tác phòng chống chất cấm. Tôi đã nói chuyện với sở trưởng Lôi rồi. Tôi muốn mời chị đến buổi họp báo để kể cho mọi người nghe về vụ án của Tiểu Trúc. Vậy tốt quá rồi. Đây là việc tôi không thể chối từ được. Nhà văn Vương, xe đang đậu ở dưới, chúng ta đi thôi. Được, hai người xuống trước đi, tôi thay quần áo rồi xuống sau. Được rồi, đi thôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Chào các đồng chí. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật đã xảy ra ở thành phố của chúng ta. Ở phía đông thành phố có một nông dân họ Điền. Con trai và vợ đều qua đời trong một vụ tai nạn. Ông nội sống cùng cháu gái và cháu trai. Vì để kiếm sống mà ngày hôm đó ông nội đã đưa cháu gái Tiểu Trúc đến thành phố nương nhờ ở tiệm làm tóc của người thân trong thành phố. Chú họ đến rồi. Chào cháu trai, chào chú, mau chào chú đi cháu. Chào chú ạ. Tiểu Trúc đã cao như vậy rồi sao? Con bé trông rất xinh đấy. Cháu trai à, bọn chú đến đây nhờ cháu giúp đỡ. Cầu xin cháu hãy giúp đỡ hai ông cháu chú. Chú xin cháu giúp đỡ. Cháu có thể giúp được gì cho chú chứ? Tiểu Trúc đã tốt nghiệp trung học cơ sở và đang theo học tại một trường dạy nghề, học cái ngành tên là chăm sóc gì đó. Cháu học chuyên ngành chăm sóc sức khỏe. Cháu có chứng chỉ kỹ thuật viên. Vậy thì quá tốt rồi. Vừa vặn làm đúng chuyên ngành. Chú đang rất cần nhân tài như cháu. Cháu đã quá khen rồi. Chú, Tiểu Trúc và cả ba mẹ đã qua đời của con bé đều rất cảm ơn cháu. Chú đừng nói thế. Cháu đang cần nhân tài thế này thì chú đã giới thiệu nhân tài tới rồi. Bọn chú cũng không có gì để tặng cháu. Chú đã mua một ít đồ. Cháu nhận đi. Thôi chú ạ, cháu nhận tấm lòng thôi. Chú mua cái này ở đâu thế? Cái này chú mua ở cửa hàng gần nhà chú ở nông thôn. Nói không chừng đây là hàng giả đấy. Thôi được rồi, chú cứ mang về nhà đi. Cháu nhận tấm lòng thôi. Ông nội, chú họ không nhận quà. Chúng ta cứ xách về nhà đi. Đợi sau này chúng ta sẽ nghĩ cách khác để cảm ơn là được mà. Được rồi, vậy bọn chú về trước nhé. Alo, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi cần hai thùng dầu gội. Tôi đang cần gấp lắm. Khi nào giao hàng? Nhanh lên đấy. Tiểu Trúc, nào, đồ này rất đẹp. Cháu mau đi mặc lên đi. Không cần đâu, thật sự không cần đâu. Đi đi, đi mau lên. Không sao đâu. Nhanh đi thay đi. Anh ngồi đợi chút nhé. Được.
Sao cô lại sấy tóc như thế? Không thấy tóc của người ta đẹp như vậy sao? Bên này phải sấy đều hơn. Dùng não dùng tôi cái được không? Cô làm có tâm chút đi. Khái niệm nghệ thuật tạo kiểu tóc của chúng ta là gì? Phải sáng tạo. Ông chủ, rất đẹp. Chiếc váy rất hợp với cháu. Tiệm của chúng ta lại có thêm một nàng bướm hồng. Sợ là trêu ông ghẹo bướm thì có. Ông chủ không chịu nhận việc con xấu xí mà tuyển hẳn một con. Thiên Nga xinh đẹp. Tôi nói cho anh biết, anh câm miệng. Còn nói nữa thì lần sau đừng vào đây nữa nhé. Thật phiền phức. Tiểu Trúc, chú thấy cháu rất chuyên nghiệp. Anh ơi, anh cảm thấy thế nào? Tốt, rất thoải mái. Tôi đã massage gội đầu ở rất nhiều tiệm. Có thể nói cô gái này làm tốt nhất. Vâng, cảm ơn lời khen của anh. Tiểu Trúc à, chú nói thật với cháu. Sau này, cháu làm thật tốt cho chú, chú sẽ không bao giờ bạc đãi cháu, hiểu không? Cháu xem, cháu vừa xinh đẹp, hơn nữa vóc dáng cũng rất hút mắt. Lão Mục, chú ý hình tượng chút đi. Để tôi nói cho anh biết, tôi chỉ đang dạy nhân viên biết cách tiếp đón khách hàng. Thật là, cháu cứ làm việc đi. Cảm ơn, anh đi thông thả. Có rảnh không? Dù nhìn cô khá quê mùa, nhưng vóc dáng cũng ngon đấy. Cô còn trong trắng nhỉ? Nếu cô không muốn làm việc này, thì tôi bao cô nhé, thế nào? Con tiện nhân, buông cháu ra, mau buông cháu ra. Ông chủ, anh chơi hay là tôi chơi? Anh cũng thấy rồi đó, con bé tự nhào vào vòng tay tôi, không liên quan gì đến tôi cả. Lương lẹo. Tiểu Trúc đâu? Chào anh, tôi gội đầu massage cho anh được không? Tiểu Trúc đâu? Tôi muốn cô ấy làm cho tôi. Cửa tiệm có quy tắc, chúng tôi làm việc theo số hiệu. Được rồi, thôi bỏ đi. Anh ơi, chào Tiểu Trúc nhé. Chào anh, tôi đang làm việc. Vậy tôi đợi cô một chút là được. Anh ơi, dùng cái này được không? Cô nhìn ai vậy? Tôi hỏi cô đấy. Có phải nhìn tên trai bao kia không? Là bạn trai của cô à? Bây giờ có nhiều chuyện lạ thật đấy. Muốn tán gái thì phải tìm đến tiệm làm tóc. Có mấy em gái gội đầu xinh đẹp. Chắc là thằng đó đến đón cô. Đi đâu thuê phòng đúng không? Anh nói bậy. Cô dám nổi giận với ông đây à? Có tiệm nào trên con phố này mà ông đây chưa vào chứ? Đừng giận mà, đi đi. Ông chủ, còn mấy người đang chờ tôi mà. Cháu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Mau đi đi, anh dạy lại nhân viên đi. Mời anh hút điếu thuốc. Tôi không chấp nhận thái độ của cô ta. Nó dám chọc điên ông đây. Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tay nghề của Tiểu Trúc rất tốt, phục vụ nhiệt tình, rất nhanh đã giành được sự yêu thích của khách hàng. Phim được dịch, thuyết minh và lồng khách hàng, dù phải xếp hàng chờ đợi, cũng muốn được Tiểu Trúc cắt tóc gội đầu. Sau đó, tiệm cắt tóc xuất hiện tình trạng một số người không có việc làm, chỗ ngồi thì bỏ trống. Bộ móng của cô đẹp thật đấy. Cô làm móng ở đâu vậy? Chỉ chỗ cho tôi với. Mấy cô đứng lên hết đi. Mấy cô làm sao vậy? Sao không làm việc đi hả? Tất cả đều đang chờ Tiểu Trúc.
Bọn họ đang chờ Tiểu Trúc mà. Tất cả đều đang chờ đợi Tiểu Trúc sao? Đúng vậy. Ngày nào ông chủ Mục cũng trở về trong bộ dạng say xỉn. Ngày nào cũng phát hiện trong cửa hàng xuất hiện tình trạng đó. Đứng lên. Các cô lại không làm việc. Sao không ai tiếp khách vậy? Họ đều chờ Tiểu Trúc chứ không cần chúng tôi. Lại chờ Tiểu Trúc à? Đúng thế. Chú Điền đúng là đã tặng cho mình một món quà quá tuyệt vời. Tiểu Trúc đến chưa đầy một tháng mà cửa tiệm của mình đã nổi hơn bao giờ hết rồi. Mình phải tìm cách khống chế con bé mới được. Tiểu Trúc, gội đầu cho chú đi. Đầu chú hơi ngứa. Tiểu Trúc à, kỹ thuật của cháu tốt thật đấy. Công việc kinh doanh của tiệm chúng ta tốt hơn rất nhiều. Nói đi thì cũng phải nói lại. Cháu đi theo chú thì chỉ có lợi mà không có hại, hiểu không? Nào, thả cháu ra. Chú thả cháu ra. Mày không muốn làm nữa phải không? Cút đi. Mày là cái thá gì chứ? Chẳng phải chỉ là một con nhỏ quê mùa thôi sao? Tiểu Trúc phát hiện chú họ luôn có ý xấu với cô ấy, nhưng do mối quan hệ họ hàng lại không tiện đắc tội hắn. Vì vậy cô ấy lựa chọn rời đi, quyết định tự mình tìm một nơi làm việc mới. Bà chủ, em gái muốn làm tóc đẹp à? Bà chủ, xin hỏi chỗ các chị có tuyển nhân viên không? Bà chủ, trước đây tôi đã học chuyên ngành này, cũng đã làm ở các tiệm làm tóc khác. Vậy tại sao cô lại chọn chỗ tôi? Dựa vào cảm giác, tôi nghĩ chỗ các chị rất tốt. Được, đi theo tôi đi. Phim được dịch, thuyết minh. Thưa anh, tiếng anh có hài lòng không? Rất tốt, cô cắt tóc rất đẹp. Không tệ, tôi sẽ quay lại nữa. Lần sau tôi sẽ đưa bạn tới cắt tóc. Cảm ơn anh. Xin mời anh đi bên này. Được, anh đi thong thả nhé. Chào cô, cắt tóc thế nào rồi? Cũng không tệ, cắt cho đẹp nhé. Đỗ tổng, lâu rồi không gặp anh, về nhà trông vợ à? Trông sao? Trông gì chứ? Ngành xây dựng chẳng phải chính là như vậy sao? Công trường có việc bận thì chẳng thể rời đi được. Hôm nay khó khăn lắm mới. Cô gái đó, đi vào trong đi mà. Đi thôi.
Chào ngài. Cô gái, cô có biết cắt tóc không? Tôi cắt cũng được ạ. Vậy thì gội đầu cho tôi trước đi. Vâng, mời ngồi. Anh ơi, anh muốn gội dầu gội đầu nào? Cô nghĩ sao? Kể từ khi Tiểu Trúc đến đây, việc kinh doanh trong cửa hàng tốt hơn rất nhiều. Đúng là bây giờ làm việc gì cũng cần nhân tài. Nhân tài gì chứ? Chẳng phải vì cô ta xinh đẹp thôi sao? Cô ấy không chỉ đẹp mà tay nghề cũng giỏi nhất tiệm nữa. Cái cô Tiểu Trúc đó, thân hình đẹp biết bao, đôi mắt thì long lanh, giống y như diễn viên vậy. Sao hả, bị cô ta mê hoặc rồi à? Có phải anh muốn em giúp anh không? Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Em nghĩ xem, những người đến tiệm của em có phải đều là người có tiền hoặc có quyền không? Tại sao họ đến? Chẳng phải vì để ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp trẻ trung sao? Và em nữa, em cẩn thận đấy. Chắc là thế. Đàn ông đều là mèo hoa, nghe mùi cá là thèm chảy nước miếng. Em nói đúng. Mọi người đều yêu cái đẹp. Đây là điểm chung của đàn ông. Nếu không có điểm chung này thì anh cũng sẽ không yêu em đâu. Nghiêm túc mà nói, thèm mùi cá thì em không phản đối, nhưng không thể tùy tiện ăn cá của em. Cô ấy là nàng tiên cá dân tới tận cửa. Nói không chừng đó là một món quà mà ông trời tặng cho em đấy. Phải, phải rồi. Chỉ tập trung vào thu hút khách hàng thôi là đúng. Nhưng mà em phải tìm cách để giữ chân cô ta lại. Cách nào đây? Cứ dứt khoát nhận cô ta làm em gái kết nghĩa của em đi. Ý hay đấy. Vậy em sẽ gọi cô ta vào, rồi anh nói với cô ta nhé. Được, để anh nói. Bây giờ tốt rồi. Các đồng chí, chú ý đây. Nói cho mọi người biết một tin tốt. Bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Trúc của chúng ta sẽ trở thành em gái kết nghĩa của bà chủ lý. Phim được vỗ tay nào. Minh và lần chuyển tại Yfim TV. Được. Chị em ơi, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, mọi người đã chuẩn bị quà hết chưa? Có, tôi chuẩn bị rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn nhé, chúc mừng sinh nhật. Tôi là người từ nơi khác đến đây làm việc. Sau này mọi người sẽ là chị em của tôi. Cảm ơn mọi người nhé. Thực ra, cái kẹp tóc tôi tặng cô không đắt. Chiếc khăn quàng của tôi tặng cô cũng chỉ có hơn 20 đồng thôi, mua ở cửa hàng tạp hóa. Của ít lòng nhiều. Chúng ta đều ra ngoài làm việc, tiền lương vốn không cao, hàng tháng còn bị khấu trừ cái này cái kia. Đây là quà sinh nhật em tặng chị. Bây giờ nó đang trống, nhưng hy vọng chị có thể lấp đầy nó để làm ba mẹ vui mừng khi về quê ăn Tết. Cảm ơn em. À không, cảm ơn chị nhé. Em nhỏ hơn chị 2 tuổi, sao chị có thể gọi em là chị chứ? Chị là em gái kết nghĩa của bà chủ thì nên là chị gái của chúng em. Chị đang nói gì vậy? Chúng ta đều ra ngoài làm việc, là em gái kết nghĩa của bà chủ thì sao? Cũng chỉ là một cô gái đi làm thuê thôi mà. Mọi người đừng coi tôi là người ngoài, chúng ta vẫn là chị em tốt mà. Cho tôi biết, mọi người tặng gì cho chị ấy đi. Đây là quà của tôi. Tôi tặng cái này này. Quà của tôi này.
Cô đã thấy tình hình trong tiệm rồi đấy. Cô là một người mới, ngoài việc học cách gội đầu ra thì còn phụ trách vệ sinh trong tiệm nữa, biết chưa? Tôi biết rồi. Việc vệ sinh trong tiệm chúng ta sẽ thay phiên nhau làm. Được rồi, đừng lo chuyện bao đồng, có thời gian thì học thêm kỹ thuật cắt tóc, nghe rõ chưa? Đi thôi. Cô làm gì thế? Đây là thứ cô có thể chạm vào sao? Cô biết nó là máy gì không? Là máy sấy tóc. Sai rồi, là máy hút bụi mới đúng. Hiểu chưa? Đồ quê mùa. Để tôi nói cho cô biết, nó mà bị hỏng thì có bán cô đi cũng không đền nổi. Đồ vô dụng. Cô lau bàn cái kiểu gì vậy? Mặt bàn toàn là nước, còn không biết lấy dẻ lau sạch đi à? Cái giường này là cô dọn sao? Cô đã dọn dẹp rồi à? Tôi nói cho cô biết, cô mau chóng ra khỏi đây, bắt cô khăn rồi vào lau lại, nghe rõ chưa? Cút ra khỏi đây cho tôi. Cô nhanh lên đi. Cái đồ quê mùa không biết gì cả. Ba mẹ dạy dỗ kiểu gì vậy không biết. Cô kia, gội đầu cho tôi đi. Cái cô này khóc gì chứ? Khóc cái gì mà khóc hả? Và lồng tiếng tại Efim TV. Cả ngày chỉ biết khóc thôi. Chị ơi, bạn trai cô đòi chia tay à? Hay là nhà cô có người đi đời? Chị à, Dương Liễu vẫn là một cô bé. Sao chị có thể mắng con bé như thế? Cô bé sao? Chị chưa nói người yêu cô ta ngủ mà. Chị ơi, sao chị có thể mắng người như vậy được? Cô bé là nhân viên của chị chứ không phải nô lệ của chị. Chị chưa đọc luật lao động à? Em khoe mẽ gì ở đây chứ? Em đang dạy dỗ chị đấy à? Em là cái thá gì chứ? Chị, đừng khóc, đừng sợ chị ta. Không sao đâu, đừng khóc nữa. Chị ơi, chị không thể đi. Là em đắc tội với bà chủ, phải là em đi mới đúng. Phải đó, ông nội cô đang cần tiền để chữa bệnh, em trai cô cũng cần tiền để đi học. Cô cố chịu đựng đi. Phải rồi, đúng đó, tôi đến tiệm khác làm việc thì vẫn có thể kiếm tiền mà. Lương của tiệm khác thấp hơn tiệm này. Tôi cũng vậy mà. Dương Liễu, Dương Liễu à, đừng khóc nữa. Nín đi nào. Đừng khóc nữa Dương Liễu. Nín đi mà Dương Liễu. Đừng khóc nữa. Ông nội, uống thuốc đi. Ông nội, Tiểu Trúc à, ông ấy à, cũng gần đất xa trời rồi. Bệnh này có khám thì cũng như vậy, mà không khám thì cũng thế thôi. Chúng ta đừng lãng phí tiền bạc nữa. Tiểu Trúc à, cháu tốt nghiệp trường dạy nghề thì đơn giản rồi, nhưng em trai của cháu chắc là không đi học được nữa. Ông nghĩ kỹ rồi, ông sẽ đưa cháu lên thành phố. Cháu hãy đến tiệm của chú họ cháu làm việc.
Có như vậy thì em trai cháu mới có thể đi học. Chúng ta không thể làm chậm trễ chuyện lớn cả đời nó được. Được không? Ông ơi, cháu nghe lời ông, cháu sẽ đi làm ở đó. Cháu gái ngoan. Ông ơi, từ từ thôi. Được. Chị cầm đi. Cháu trai, coi nhà nhé. Ông sẽ đưa chị gái của cháu lên thành phố, đến tiệm của chú họ cháu làm việc. Chị đi nhé, ông đi nhé. Tạm biệt ông nội, tạm biệt. Nói đi thì cũng phải nói lại. Cháu mà đi theo chú thì chỉ có lợi chứ không có hại. Hiểu chưa? Nào, đến đây nào, thả cháu ra. Cháu nghe chú nói hết đã. Mày không muốn làm nữa phải không? Cút đi. Chị, em xin lỗi. Lỗi do em nhất thời bồng bột, đã cãi vã với chị. Xin chị tha lỗi cho em. Chị ơi, chị đừng giận nữa. Hay là chị cứ đánh, cứ mắng em đi. Em còn trẻ người non dạ. Mong là sau này chị chỉ dạy em nhiều hơn. Chị ơi, vậy em đi làm việc đây. Em nghĩ đi, khi khách hàng nhìn em qua gương thì em phải mỉm cười niềm nở. Trong mắt đàn ông thì phụ nữ hoặc là xinh đẹp, hoặc là rất có khí chất, hoặc là rất quyến rũ. Người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có khí chất vừa quyến rũ thì sẽ càng hấp dẫn người khác. Nhưng mà em vừa không xinh đẹp lại không có khí chất, càng không quyến rũ. Nếu em học cách cho mày quyến rũ, chắc là còn xấu hơn cả khóc nữa. Em nghĩ đi, tiệm chúng ta làm ăn cũng không dễ dàng gì. Muốn kiếm tiền thì phải có khách. Khách hàng cũ và khách hàng mới đều cần thiết. Nhìn con phố này xem, ai cũng làm cái nghề này. Một số tiệm còn có những chuyện dơ bẩn nữa. Tiệm của chúng ta là sạch sẽ nhất rồi. Nhưng nghề này cũng cạnh tranh ghê lắm. Chị cũng không thể không trả lương cho các em được đúng không? Em đấy, em phải nghĩ thoáng lên thì mới có thể dẫn dắt các chị em trong tiệm được. Nghĩ thoáng là sao hả chị? Ý của chị là em phải để ngực gần đầu hoặc vai của người đàn ông. Như vậy mới có thể khiến đàn ông có cảm giác. Chị ơi, để em làm tiếp tân thôi được không? Được thôi, cảm ơn chị. Em sẽ làm tiếp tân thật tốt. Đi đi. Chào mừng giám đốc Thường ghé tiệm. Cô không chào mừng thì tôi vẫn đến đấy thôi. Tuần trước tôi đã đến, tuần này chẳng phải lại đến rồi sao? Phim được dịch cạo râu thôi cũng được. Mời ông.
Dương Liễu, cẩn thận chút nhé. Cứu tôi với. Cô làm cái nghề này mà làm như đàng hoàng lắm vậy. Cứu tôi với. Nằm xuống. Thả tôi ra. Buông tôi ra. Thả tôi ra. Thật sao? Cứu với. Cô nằm ngoan ngoãn đi. Buông tôi ra. Cái đồ lưu manh này. Mày là ai? Mày là con nào? Đừng quan tâm tôi là ai. Tôi cảnh cáo anh mà còn làm loạn thì tôi sẽ gọi công an ngay. Ông đây đánh cô bây giờ cái đồ lo chuyện ba đồng. Anh Lý à, chuyện gì vậy chứ? Anh say quá rồi, về nghỉ ngơi đi nhé. Nghỉ ngơi ở đây cũng được. Bớt giận, anh bớt giận đi. Đi tiếp khách đi, ở đây không có việc của em. Mau đi đi. Chị, hắn dở trò lưu manh trong tiệm chúng ta. Sao chị lại để anh ta nghỉ ngơi ở đây? Anh Lý đây uống hơi nhiều, nên mới có chút lỗ mãng thôi. Hắn như vậy mà chị nói là lỗ mãng sao? Hắn ức hiếp các cô gái trong tiệm, mà chị lại vẫn bảo vệ hắn. Chẳng phải các cô đã nhìn thấy hết rồi sao? Anh ấy và Dương Liễu chỉ đang lôi kéo nhau thôi mà, vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà. Nếu tôi muốn làm chuyện đó với cô ta, thì tôi cho tiền cô ta là được chứ gì? Vậy anh về mà cho em gái của anh đi. Mấy đồng tiền bẩn của anh ai thèm chứ? Câm miệng, có ngon thì nói lại coi. Ông đây đánh cô ngủng luôn bây giờ. Đại ca, cái con nhỏ không biết điều này. Sao thế? Mau, mau lên, đi thôi nào. Không đi, đi thôi, đi uống rượu đi. Cô chờ đó cho tôi. Cô không muốn làm nữa, phải không? Anh Lý à, cô đợi đó cho tôi. Ông đây sẽ khiến cái tiệm nhỏ của cô đóng cửa. Anh Lý à. Được lắm, bây giờ em giỏi quá nhỉ. Cô qua đây cho tôi. Qua đây. Cô phục vụ khách cái kiểu gì thế hả? Cô đã đắc tội với khách rồi. Cô có biết anh ta là ai không? Anh ta là xã hội đen, là côn đồ địa phương đấy. Chúng ta có thể đắc tội sao? Còn phải xin lỗi anh ta nữa. Cô có biết không, con tiện nhân này. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Đi làm việc hết cho tôi. Mau đi thôi. Chị ơi, tiệm chúng ta chẳng phải có rất nhiều khách hàng có máu mặt sao? Chị nhờ họ ra mặt nói chuyện, thực thi công lý đi. Xem gã đó sau này còn dám đến làm loạn nữa không? Muốn chị xin lỗi hắn ta, mắc gì phải xin lỗi chứ? Em câm miệng đi. Em lại muốn dạy chị về pháp quyền phải không? Chị nói cho em biết, chuyện lần trước là chị tha thứ cho em. Giờ thì em càng ngày càng giỏi rồi, thích ra mặt bên vực kẻ yếu phải không? Chị cho thành phố khen thưởng cho em là tấm gương hành hiệp trượng nghĩa nhé. Em có biết trời cao đất dày không hả? Em không sai. Chị bớt cái kiểu bực mình là trút hết lên người bọn em đi. Cô khóc lóc cái gì chứ hả? Cô đúng là một kẻ gây họa. Cút đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại eFilm TV. Mau cút đi cho tôi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Cút đi. Dương Liễu, đừng đi mà. Chị ơi, Dương Liễu vốn là một cô bé. Cô ấy là nạn nhân, cô ấy bị ức hiếp mà chị lại sa thải cô ấy. Như vậy có công bằng không? Em là bà chủ của cái tiệm này à? Được, em cứ làm người tốt đi. Vậy chị sẽ giúp em vậy. Em hãy cho cô ta toàn bộ tiền lương của em đi. Được, chị cứ gửi tiền lương của em cho cô ấy đi. Gửi hết cho cô ấy đi. Em nhiệt tình thật đấy. Đúng là không nhận ra. Cô ta nổi giận lên thì như một con hổ cái vậy. Một con nhóc chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở mà lại nói về luật lao động với em nữa chứ. Ai thế? Còn ai nữa? Tiểu Trúc chứ ai? Còn nói gì mà mấy cái công bằng công lý với em nữa chứ. Lần trước cô ta cãi nhau với em vài câu, chẳng phải cũng đã nhận sai với em rồi sao? Nhận sai thì sao chứ. Hôm nay cô ta còn làm em xấu hổ trước mặt mọi người nữa. Càng ngày càng to gan. Tiểu Trúc, đừng đi mà. Đừng đi mà Tiểu Trúc. Đừng đi. Lần trước tôi đã chống lại chị ta, làm chị ta mất mặt. Sau đó tôi đã đi xin lỗi chị ta, coi như là giải quyết xong chuyện đó. Nhưng lần này thì khác. Chị ta nhìn thấy chị em chúng ta bị bắt nạt. Kết quả thì sao? Chị ta còn bao che cho tên lưu manh đó. Các cô có đi hay không là việc của các cô. Dù sao thì tôi cũng quyết tâm đi. Tiểu Trúc, đừng đi mà Tiểu Trúc ơi. Cô ta láo xược như vậy sao? Có phải là không muốn làm ở đây nữa không?
Cô ta đã nói rõ là không muốn làm nữa rồi. Không muốn làm nữa thì sao chứ? Không có màu đỏ thì có màu xanh lá cây. Không có thiên nga thì có công có phượng. Em sợ gì không kiếm được cái đẹp chứ? Nông cạn. Anh nói cho em biết. Em nghe rõ đây. Tiểu trúc đó là một báu vật chiêu tài đấy. Với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, còn cả kỹ thuật và tay nghề tuyệt vời này, em còn sợ cô ta không hút được khách sao? Em nghĩ mà xem, kể từ khi cô ta đến, cái tiệm nhỏ của em có thêm bao nhiêu khách chứ? Ngay cả giám đốc thường của ban quản lý xây dựng cũng thường xuyên chạy đến đây. Cô ta là một con nhỏ quê mùa, mà em so đo với cô ta làm gì? Vì việc kinh doanh mà em vẫn phải giữ cô ta lại. Nhưng cô ta cũng quá không hiểu chuyện rồi. Cô ta không biết gì cả. Cô ta chỉ là một cô bé thôi. Em đối xử với một cô gái ở quê như vậy, để người ngoài nhìn thấy thì người ta cười em mất. Vậy ngộ nhỡ cô ta thực sự muốn đi thì sao? Anh có cách nào giữ cô ta lại không? Anh có cách này hay lắm. Cách hay sao? Vừa rồi tôi đã đề cập đến, để giữ lại Tiểu Trúc, Đỗ Sơn Hùng đã hạ thuốc con bé. Tiểu Trúc ngây thơ, có mơ cũng không ngờ tới một cái bẫy đáng sợ hơn đang chờ nó. Tiểu Trúc à, nào, lại đây. Tiểu Trúc, cô muốn đi đâu vậy? Làm chỗ này không được thì làm chỗ khác. Anh đừng hỏi tôi đi đâu. Vậy làm sao được? Cô đi mất luôn thì sao? Đừng có dở thói trẻ con nữa. Sao mà nói đi là đi liền vậy? Có phải chị gái của cô? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại eFilm TV. Em tính đi thật đấy à? Em xem đi. Cái con bé này, chị đã nổi giận với em thì em cũng giận chị luôn à? Chúng ta huề nhau nhé. Sao mà chị nỡ để em đi thật được chứ? Là em đã cãi vã với chị, em nên rời đi mới đúng. Được rồi, Tiểu Trúc, đều là do chị không tốt. Chị xin lỗi em nhé, chị sẽ bồi thường cho em có được không? Chị chưa bao giờ đối xử với ai như thế này hết. Chị thật sự rất luyến tiếc em. Tiểu Trúc à, cô nhìn chị cô đi. Nhanh an ủi chị gái của cô đi. Để tôi cầm cho nào. Chị ơi, vậy em sẽ không đi nữa. Đợi sang năm rồi lại xem tình hình. Như vậy mới là em gái tốt của chị chứ. Chúng ta hãy quên những chuyện không vui đi. Tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé. Được, anh sẽ đi mua. Mua ở quán khu cây ngay trước tiệm này. Để em xách cho. Được, được rồi, anh đi đây. Chúng ta ăn ở đây nhé. Được. Chị ơi, tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi chị nhé. Em sẽ uống một ngụm để tạ lỗi. Đỗ Tổng, cảm ơn ông đã luôn quan tâm đến tôi. Tôi cạn ly trước nhé. Cảm ơn ông. Con bé này hiểu chuyện thật đấy. Tiểu Trúc à, bệnh của ông em sao rồi? Đỡ hơn rồi. Vậy sao? Để chúng ta có thể đoàn kết hơn. Chúng ta cùng uống một ly rượu đoàn viên nhé. Được. Tốt lắm. Tiểu Trúc, chúng ta uống thêm một ngụm nữa nhé. Nào, cùng nhau uống nào. Hôm nay là một ngày tốt lành. Nào, cạn ly. Được, cạn ly. Ha 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 ha.
Mau, mau lên nào. Bế lên giường đi. Chuyện gì vậy? Sao ông lại ở đây? Tôi nói cho cô nghe. Đừng sợ, cô đừng sợ. Cô đột nhiên ngất đi. Tôi sợ cô có chuyện gì, cho nên tôi chăm sóc cô dùng chị cô thôi. Cái đồ lưu manh. Lưu manh, cô đừng đánh nữa. Cái đồ xấu xa, cô nghe tôi nói. Cái đồ lưu manh. Cô đừng đánh nữa, cô bình tĩnh lại đi. Đồ lưu manh, đồ xấu xa. Hai người, hai người đã hợp tác để hại tôi. Không phải em muốn đi sao? Chị đành phải chọn cách này để giữ em lại. Tôi phải rời khỏi đây. Hơn nữa là phải đi ngay. Nếu em thật sự muốn đi thì chị sẽ không giữ em lại. Nhưng sau này, sao em kiềm chế cơn nghiện của mình chứ? Cơn nghiện? Cơn nghiện gì chứ? Trong cơ thể em đã có chất cấm. Em phải dùng tiền để thỏa mãn cơn thèm chứ. Đồ xấu xa. Tôi phải rời khỏi chỗ này ngay bây giờ. Tôi thà mất mạng cũng không ở đây. Mạng người mất giá như vậy sao? Em gái, chỉ cần em ngoan ngoãn làm việc ở chỗ chị thì em không cần lo về tiền bạc. Chị hứa sẽ thỏa mãn em. Em thấy sao? Sau này gặp khó khăn thì em về đây nhé. Ai bảo chị là chị gái của em chứ? Thành công rồi.